sống mũi thấp, tẹt, đầu mũi ngắn, mũi hết, mũi gô, mũi không được đẹp, hãy lựa chọn ngay dịch vụ là nâng mũi siêu tạo hình Nanoform của nhà Marisa nha. Nhà Marisa đang quay hiện trạng anh khách hàng trước khi sử dụng dịch vụ nâng mũi siêu tạo hình Nanoform của nhà Marisa. Cả nhà có thấy không ạ? Sống mũi thì thấp này, đầu mũi ngắn này, và đặc biệt hai bên cánh mũi nó to, nó bè này các chị yêu ơi. Thì cái đầu mũi này các chị có tò mò thắc mắc là sau khi anh trai này sử dụng xong cái dịch vụ nâng mũi siêu tạo hình Nanoform thì cái form dáng của anh này như thế nào mà không để các chị chờ đợi lâu đâu, nóng hổi cho các chị yêu luôn nha. Một cái bờ mũi sau khi làm xong của nhà Marisa với thời gian làm rất là nhanh các chị yêu nha, mà cái mũi của mình nó được cải thiện hơn nha. Về công nghệ, nhà Marisa là công nghệ đặc quyền là nâng mũi siêu tạo hình Nanoform, giúp cho đầu mũi của mình tự nhiên này, không thô cứng, thanh thoát tự nhiên hơn và phù hợp với từng khuôn mặt của khách hàng. Về chi phí cũng đang ưu đãi giảm sâu luôn cho các chị, từ cái giá là 18 triệu đồng nhà Marisa ưu đãi chỉ còn cái giá là 9 triệu đồng thôi nha. Và để tăng thêm cái độ chân thật hơn, về ngay sau đây em sẽ phỏng vấn cái anh khách hàng này một chút xíu nha. Dạ anh, em chào anh nha. Tại sao là anh biết tới nhà Marisa? Theo dõi trên TikTok với Facebook. À, theo dõi hả? Có ai làm nhà Marisa chưa, người nhà? Dạ, cũng chưa. Cũng chưa hả? Trước khi làm nhà Marisa thì mình có tìm hiểu sang bên khác không? Có tìm hiểu rồi đúng không? Nhưng mà tại vì sao, cơ duyên nào mà em lại quyết định chọn nhà Marisa? Em thấy tin tưởng mà. Tin tưởng nhưng mà chưa ai làm hết mà đúng không? Trước khi làm có lo, là xấu không? Dạ cũng có. Nhưng mà vừa làm xong á, em xem luôn chưa? Dạ rồi. Em thấy sao? Ưng bụng. Ưng bụng hả? Thấy đẹp đúng không? Dạ. Trong quá trình làm á, bác sĩ với lại đội ngũ y tế làm cho em á, có nhẹ nhàng với em không? Dạ có. Đó, đúng không? Với cái chi phí mà 18 triệu nhà Marisa giảm còn 9 triệu á, thì em thấy là chi phí của nhà Marisa như thế nào? Quá rẻ luôn rồi. Quá rẻ luôn hả? Dạ. Làm xong chắc bây giờ chưa ai nhìn thấy đâu ha. Về xong nó khác hoàn toàn, em có thấy khác không? Dạ thấy khác. Khác nhiều không? Dạ. Thế mình đẹp hơn không? Chân thật đẹp hơn không? Với cái dáng mũi thấp thì nó sẽ làm cho gương mặt của mình nó kém thanh thoát hơn ha. Nhưng mà sau khi nâng xong cái dáng mũi này á, nó sẽ phù hợp với khuôn mặt của em không? Và sau khi làm xong thì trong cái phần thể khuôn mặt của mình cảm thấy nó thanh thoát hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Rất là đẹp. Với lại trong quá trình này em cảm thấy đau không? Dạ không có. Không đúng không? Nhẹ nhàng đúng không? Rồi chị cảm ơn em rất nhiều nha. Với đội ngũ y tế bác sĩ có kinh nghiệm tay nghề giỏi này, chuyên môn cao, đạo đức tốt, chứng chỉ giấy phép hành nghề thì nhà Marisa đã tạo ra ngay cho em trai này một cái đôi mũi rất là đẹp và nó phải hài hòa với khuôn mặt nha. Không nâng quá cao cũng không làm quá thấp, vì nâng quá cao nó sẽ không phù hợp với khuôn mặt là đầu tiên. Thứ hai, khi mà cái lượng dây dư nó không đủ, các chị nâng quá cao nó sẽ tạo cho cái mũi của mình nó bóng, nó lộ cái đầu mũi và nó làm cho mũi của mình không đẹp. Với kỹ thuật nâng mũi tạo hình siêu Nanoform của nhà Marisa sẽ đem lại cho các chị yêu một dáng mũi tự nhiên, không thô cứng. Bác sĩ tính toán và đo lường được cái lượng dây dư của mũi nhiều hay ít này, nhìn tổng thể khuôn mặt của khách hàng để quyết định được cái độ cao, độ thấp. Tại vì khi mà cái khuôn mặt của mình là người châu Á và các chị làm quá cao, nó sẽ không phù hợp với khuôn mặt của chị, cũng như là chiều dài, chiều ngang của mũi, tránh đi cái trường hợp dây dư ít mà nâng mũi quá cao nó sẽ gây lộ sống mũi, lộ đầu mũi và bị bóng sống mũi, bị đỏ các chị nha. Sau khi kiểm tra hiện trạng thực tế xong thì bác sĩ sẽ tạo dáng mũi và vi chạm trực tiếp trên cái sống mũi đó để tạo một cái hình nó hài hòa với khuôn mũi hiện tại. Và chính vì sự tính toán thiết kế ngay từ đầu như vậy nên cái dáng mũi của khách hàng thông thường sẽ có độ cao vừa phải, thanh thoát và tự nhiên, đặc biệt là phải phù hợp với khuôn mặt đẹp với các chị em nha. Đặc biệt phương pháp này hạn chế đi cái sự xâm lấn sau khi làm xong, sẽ không sưng nhiều, các chị có thấy không ạ? Đây là cái dáng mũi nóng hổi sau khi làm xong luôn, mà cái dáng mũi của mình nó không sưng nhiều, không tụ máu bầm, không ứ động dịch trên cái khuôn mũi của chị. Thông thường những cái phương pháp truyền thống á, nó sẽ để lại sẹo, và đặc biệt là cái mũi của mình sau khi làm xong nó sẽ cứng này, nó và đặc biệt là nó sẽ tím, nó bầm đúng không ạ? Nhưng đối với cái dáng mũi này nó không tím, nó không bầm và đặc biệt nó không bị sưng nha. Chất liệu sùng mũi của nhà Marisa sẽ được bác sĩ sử dụng sùng nhân tạo 4D có độ bền cao, dẻo, mềm chắc giống như sụn mũi thật và tự nhiên của con người, nên khi làm xong thì đẹp liền, mềm mại và rất là tự nhiên. Nếu có sự va đập mạnh, va đập mạnh thì cũng không có bị cái chiếc mũi của mình nó cũng không có bị lệch nha. Và đây là phương pháp tiểu phẫu đơn giản và sự tinh tế, đòi hỏi tay nghề bác sĩ rồi và giỏi này, và có cặp mắt tinh tế, gu thẩm mỹ cao và xác định được cái độ cao ngắn của mũi để cho ra một cái dáng mũi phù hợp với các chị yêu nha. Và nếu như á, hiện tại á, thì nhà Marisa thẩm mỹ mọc ra là như nấm sau mưa. Nếu như các chị chọn ngay một cái cơ sở không uy tín, em đảm bảo luôn là cái mũi của mình nó sẽ bị biến dạng cái mũi. Tại vì sao? Tại vì không đo lường trước mà các chị cứ đâm vào là nâng mũi luôn, nó làm cho mũi của mình cái sóng nó quá cao, nó bị lệch cái đầu mũi đi và phải sửa đi sửa lại nhiều lần, nó gây biến dạng cả khuôn mũi. Và cái khuôn mũi mình nó nằm trung tâm ở mặt đúng không ạ? Nó làm cho cái
nó làm cho cái mũi của mình nó xấu đi các chị yêu nha. Nên là khi mà các chị làm đẹp thì cũng cần thiết đấy, sức khỏe của mình cũng cần thiết, nhưng các chị phải lựa chọn cho em một cái nơi làm uy tín này. Về bác sĩ sẽ phải được á là cấp bằng, cấp phép bằng đàng hoàng, và uy tín chất lượng đặt lên hàng đầu. Thì nhà Malisa đã có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp rồi, làm đẹp cho hàng ngàn hàng triệu chị em rồi. Nên những chị yêu nào đang có dáng mũi thấp, đang có dáng mũi bè, đang có dáng mũi á nó tẹt, nó làm kém thanh thoát khuôn mặt của chị, thì đến với ngay nhà Malisa nha, để thực hiện ngay cái dịch vụ nâng mũi siêu tạo hình nano phân của nhà Malisa. Từ chi phí là 18 triệu đồng, nhà Malisa sẽ ưu đãi cho các chị chỉ còn với cái chi phí á là 9 triệu đồng thôi các chị yêu nha. Chị Seo John quay quay ơi, ít ngày nữa chị đi tiếp đúng không ạ? Dạ, vài bữa nữa chị đến với Malisa chị làm tiếp nha. Thường thường khách hàng đến tại nhà Malisa đó, các chị làm một dịch vụ đẹp rồi, hôm sau sẽ qua để làm những cái dịch vụ khác. Một chị đến làm mũi xinh, hôm sau sẽ đến làm mày hoặc là đến phun môi tại nhà Malisa nha. Cho nên là những chị em nào mà làm đẹp thì cứ đến với tất cả các cơ sở của Malisa để chúng ta làm đẹp nha. Muốn có một cái chiếc mũi xinh như thế này thì các chị ơi ghé trực tiếp Malisa để chúng ta làm luôn nha. Chi phí chỉ có 9 triệu đồng thôi. Nâng mũi siêu tạo hình nano foam của nhà Malisa đây, một chiếc mũi cao vừa phải thôi, thanh thoát và đồng thời cái dáng mũi rất là mềm mại tự nhiên cho tất cả các chị em nha. Làm xong nó sẽ không có sưng bầm tím tái giống như hồi xưa kia nha các chị. Làm xong là nhìn vô là nó đã thấy tự nhiên rồi đó các chị ơi. Về nhà tầm khoảng cỡ một tháng sau là các chị thấy càng tự nhiên hơn, càng xinh hơn nữa. Chi phí các chị bỏ ra chỉ có 9 triệu đồng thôi là các chị đã có ngay cái chiếc mũi đẹp như thế này rồi. Thì còn tội gì tình gì nữa đúng không các chị? Thay vì mình phải đi nhiều nơi, mình tìm hiểu nhiều nơi thì nhà Malisa, người thật việc thật, Malisa quay trực tiếp cái ca mới vừa làm xong cho tất cả các chị. Và các chị xem nè, hoàn toàn không sưng, không bầm, không tím tái nha. Một chiếc mũi cao vừa phải, đầu mũi, chóp mũi rất là tự nhiên, hài hòa cho tất cả các chị em của chúng ta nha. Trang Thủy ơi, Malisa xin chào chị Trang Thủy luôn nha. Huỳnh Thị Minh Tâm, cảm ơn chị Huỳnh Thị Minh Tâm nè, xin chào chị Huỳnh Thị Minh Tâm nè. Chị Phương Quỳnh ơi, Malisa xin chào chị Phương Quỳnh. Các chị yêu nào muốn làm đẹp thì cứ đến ngay với tất cả các cơ sở của thẩm mỹ viện Malisa để chúng ta làm đẹp nha. Địa chỉ thì Malisa đã để sẵn trên cái trang fanpage của thẩm mỹ viện Malisa rồi. Và các chị ơi, em xin phép chị khách hàng này tầm khoảng 5-10 phút để mà like cho tất cả các chị thôi. Và em sẽ kiếm thêm những cái dịch vụ khác để mà live stream tư vấn cho tất cả các chị nữa nha. Chúc cho tất cả các chị có một buổi chiều vui vẻ luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.